và đã thi vào trường được để học múa được. Vậy thì khi mà học múa ấy, cái chặng đường học múa của chị ấy, nó có gặp nhiều khó khăn không? Thi Phượng thì lại rất là thuận lợi, mình không nghĩ là mình lại may mắn đến như vậy. Trước khi đi thi thì Phượng cũng có đi ôn với là cả cô thầy. Thì không ngờ khi mình vào thi trường Văn hóa Nghệ thuật Huế thì lại đổi thủ khoa của khoa múa cũng như là toàn trường năm 2008, thủ khoa toàn trường năm 2008. Cái chặng đường học tập về nghề múa rất là trôi chảy và phải nói là rất là nổi trội ở trường như thế. Thì trong những cái năm đấy, chị đã bắt đầu định hướng về tương lai của mình trở thành một diễn viên múa, một biên đạo như thế nào hay chưa? Hay hoàn toàn là mình chỉ học vậy thôi? Trong đầu thì lúc đấy thì Phượng nghĩ là sau này mình sẽ học lên thêm, học lên biên đạo và sau này sẽ làm ở một nhà hát tại Huế, chứ không nghĩ sâu xa là mình sẽ đi vào Nam như bây giờ. Tức là lúc đó ấy, học và cũng luôn nghĩ là sẽ theo nghề múa rồi. Đúng rồi, và cũng nghĩ là mình sẽ ở lại Huế. Vậy cái bước ngoặt nào khiến cho chị đang là một người múa giỏi, một diễn viên múa lại trở thành một ca sĩ? Đấy là một câu chuyện khá dài. Thì khi Thi Phượng học ở Huế thì cũng rất là may mắn là Thi Phượng vừa có thể được hát này, vừa có thể múa và vừa có thể là diễn thời trang. Thì cũng may mắn là khi Thi Phượng diễn Festival Huế năm 2008 là lúc năm vừa vào nhập học luôn ấy, thì lại được gặp chị Linh Nga. Thì lúc đấy hai chị em cùng diễn trong một chương trình lễ hội áo dài Festival Huế. Thì chị Phượng lúc đấy là Phượng ngồi một góc thôi, nên là chị đi ngang qua chị mới dừng lại chứ mà ô tại sao ở Huế có em bé này xinh như này. Xong rồi chị mới hỏi hai chị em ngồi trò chuyện thì mới biết là Thi Phượng cũng học múa. Khi hai chị em trao đổi thì chị mới bảo là lúc nào em tốt nghiệp thì gọi điện cho chị nhé, em vào Bông Sen làm việc với chị nhé. Thì cũng cảm ơn chị Linh Nga là người đã đưa Thi Phượng vào miền Nam để bây giờ Thi Phượng có một cái công việc và cuộc sống như hiện tại. Nhưng mà lúc đó là có một cái lời hứa đến từ chị Linh Nga, đó là rằng là mình cứ tốt nghiệp đi đúng không ạ, rồi mình vào mình làm ở Bông Sen. Và tốt nghiệp thì chị cũng đã vào đó để làm. Khi tốt nghiệp năm 2012 thì Thi Phượng có nhắn cho chị là chị ơi em học xong rồi. Thì trong cái thời gian đấy thì Thi Phượng và chị cũng có thường xuyên nói chuyện. Thì chị bảo là em làm hồ sơ và gửi qua cho giám đốc nhé. Có nghĩa là mình cũng rất là may mắn là có một cái ngoại hình là dễ nhìn, nên là khi mà Thi Phượng vừa gửi hồ sơ vào thôi thì là ở trong nhà hát mọi người là đã đồn nhau rằng là sắp tới sẽ có một hoa hậu từ Huế vào, xinh lắm. Kiểu thế mọi người cũng rất là chào đón mình ấy, cũng rất là hạnh phúc và cũng cảm thấy mình rất là may mắn. Và cuối cùng là đã quyết định là vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp cũng như là làm ở nhà hát Bông Sen. Tại vì lúc đấy là nhà hát Bông Sen rất là nổi tiếng và về múa. Khi vào nhà hát Bông Sen thì cũng được gặp gỡ rất là nhiều nhạc sĩ ở trong nhà hát, cũng có khuyên là Thi Phượng nên học thêm tiếng nhạc để đi hát. Thì cũng như Phượng chia sẻ lúc trước, thì thực sự là cái lúc đấy cái kinh tế không cho phép để mình vừa đi làm mà vừa học thêm. Thì Thi Phượng cứ nghĩ là mình cứ tập trung cho cái nghề mình hiện tại. Thực sự là đi làm nghề múa lương cũng không có cao để mình có thể là chi trả và học thêm nhạc tại một cái nơi thành phố gọi là phồn hoa như thành phố Hồ Chí Minh. Thi Phượng lúc đấy tuy cũng rất là thích nhưng mà gọi là điều kiện chưa cho phép. Và cái thứ hai nữa là khi mà Thi Phượng bước vào thành phố Hồ Chí Minh năm đầu tiên thì cũng đã được rất là nhiều đạo diễn mời đóng phim. Và có một cái bước ngoặt như này nữa là lúc đấy là được đạo diễn Lê Cung Bắc, chú cũng là một người của Quảng Trị thì coi như là đồng hương, chú cũng mời tham gia bộ phim Mỹ Nhân Sai Thần. Thì lúc đấy thì Thi Phượng cũng đã nhận lời, nhận kịch bản, tất cả mọi việc là gọi là xong xuôi hết rồi, là chỉ chờ đến ngày quay thôi. Thì Thi Phượng lại gặp ông xã Tuấn Anh. Thì bây giờ hiện tại thì anh rất là ủng hộ về con đường nghệ thuật của mình và hỗ trợ rất nhiều. Trong cái thời điểm đấy thì hai vợ chồng đang quen nhau. Thì lúc đầu thì nghe mình trao đổi như thế thì anh cũng rất là gọi là rất là bình thường. Nhưng mà sau đấy thì anh lại muốn cưới và anh lại có một cái cuộc gặp giữa hai người là gọi là ngồi nói chuyện rất là nghiêm túc.
năm nay là năm mà anh được tuổi và anh muốn cưới vợ năm nay. Năm sau là năm sẽ không thể cưới được, mà anh và gia đình đều rất là muốn là cưới vợ. Với là lúc đấy là trước đấy thì Thi Phượng là được anh dắt về gia đình thì mọi người cũng rất là thích rồi, thì mọi người ai cũng thúc cưới ạ. Thì lúc đấy anh nói là nghề diễn viên thì anh cũng đã từng tham gia cũng rất là nhiều bộ phim. Nếu như mà em muốn trở thành một diễn viên mà chuyên nghiệp, anh sẽ đưa em đến thầy học và em phát triển nghề. Nhưng bây giờ anh lại rất là muốn cưới vợ, mà anh muốn cưới em, nhưng mà anh lại muốn em là chỉ là một nghệ sĩ ở trong nhà hát thôi, và để còn thời gian để tập trung cho gia đình, chứ không muốn là mình phải vất vả đi quay phim ngoài nắng ngoài mưa về. Đấy. Thì cái lúc đấy thì cũng rất là đắn đo, vì tại vì cũng là cơ hội cho mình để phát triển nghề nghiệp. Và một bên thì mình lại lúc đấy cũng rất là yêu chồng. Sau một hồi suy nghĩ thì Thi Phượng lại quyết định là